Kem trị nám Select đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời và bảng thành phần vô cùng an toàn của dòng sản phẩm kem trị nám Select đang nổi đình nổi đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của kem trị nám Select thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là kem trị nám Select có công dụng dưỡng trắng ra hiệu quả nhờ công thức cải tiến, kết hợp với các loại dược liệu quý từ thiên nhiên sản phẩm này giúp cân bằng các sắc tố, loại bỏ các vết nám, vết thâm đen, đồng thời nuôi dưỡng da sâu từ bên trong, giúp da trở nên mịn màng và trắng sáng. Đặc biệt, kem Silex còn có khả năng đánh bật các loại mụn, từ mụn bọc, mụn mủ cho đến mụn đầu đen, giúp da trở nên sạch sẽ và tươi mới. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp xóa mờ dần các vết thâm đen và các vết sẹo do mụn để lại nữa nhé. Khi bạn sử dụng kem Silex trị nám thường xuyên sẽ giúp bạn có một làn da trắng mịn, săn chắc và không tì vết. Sản phẩm còn có tính năng làm giảm lượng nhờn trên da, giúp da không bị dầu nhờn và khó chịu. Với những công dụng nổi bật mà sóc giúp bạn trẻ đẹp bên trên, thì em này rất đáng để chị em đang gặp vấn đề về nám da, mà trải nghiệm sản phẩm Kem Select và cảm nhận sự khác biệt trên làn da của bạn ngay nhé. Kem Select trị nám là sản phẩm kết hợp hoàn hảo các tinh chất làm trắng, chống nắng và dưỡng da tự nhiên bằng công nghệ hiện đại của châu Âu. Sản phẩm chứa các thành phần quan trọng như vitamin A, C, E, AHA và dầu olive, giúp làn da luôn căng bóng, khỏe mạnh thành phần đặc biệt của sản phẩm là bột san hô. Đây là một nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu chất khoáng và canxi có lợi cho sức khỏe của da. Bột san hô giúp làm sạch và loại bỏ tế bào chết trên da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da và tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa công nghệ tế bào gốc và titan dioxide, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, từ đó giảm thiểu tình trạng lão hóa và hạn chế sự hình thành các đốm nâu, tàn nhang trên da. Chất chống nắng SPF 45 cộng cũng được cung cấp trong sản phẩm, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím nữa nhé. Kem trị nám Select hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Select hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.